Người yêu ơi, hãy nói anh nghe. Chúng ta yêu nhau bên nhau thương nhau được bấy lâu rồi. Từ khi anh quen em, cuộc sống anh như đổi thay. Có em quan tâm anh bên anh. Dù mai kia ra sao. Đủ thế nhỉ? Sốt hết cả ruột. À đây, đây 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 rồi, đây rồi, đây rồi. Dốc đứt thoại vlog.com, dốc bán nick liên quân, liên minh, free fire, đột kích, ngọc rồng và tất cả các loại game khác uy tín, giá rẻ chất lượng, hay đến ngay với dốc đứt thoại vlog.com ủng hộ mình nhé. Vui quá anh em ạ. Thì nói chung là tại mình nói chung là mở màn bằng cái điệu cười dã man dồn dã thế thì mọi người chắc là bảo mình thật kinh không? Mà sao lên cho vui hả? Vui thì mình mới như thế không? Đấy, nói chung là hôm nay vui thì mọi người mới vui chuyện gì không? Thứ nhất là mình mới tậu được quả áo của mẹ mình. Đấy, thì mặc trên người trông mọi người nhìn trông đẹp không? Đấy, nói chung mình mặc khối đồ thì thôi rồi khỏi nói. Bây giờ chết chết, nói chung là vào luôn vấn đề chính nhá. Đấy, thì ngày hôm nay đấy, thì cũng là ngày sinh nhật Ngọc. Đấy, chắc mọi người không biết Ngọc trong ngày bây giờ đúng không? Nói chung mình chỉ cần biết là hôm nay sinh nhật Ngọc. Đấy thì thoại nói chung là nó buồn lắm mọi người ạ. Sinh nhật Ngọc mà không Ngọc bên cạnh, nói chung là nó rất là buồn. Nhưng mà không sao. Đấy, tí nữa mình sẽ bù lắm sau. Đấy thì hôm nay mình có một cái tin vui. Nói chung là tin vui, nói chung là riêng là của Thoại và chung là cũng như cho tất cả anh em và cũng như là mình. Đấy, vui lắm mọi người ạ. Đấy thì ngày hôm nay thì mình có một cái món quà dành riêng cho Thoại. Nhận nhọc lại dành nhiều toại. Thôi không sao, nói chung là hai đứa như một. Đấy thì em ơi, đâu ai? Có đồ gì bên đây đâu nhỉ? Người yêu ơi, hãy nói anh nghe. Chúng ta yêu nhau bên nhau thương nhau được bấy lâu rồi. Từ khi anh quen em, cuộc sống anh như đổi thay. Có em quan tâm anh bên anh. Mai kia ra sao? Đấy, người thấy quen không? Mày ai? Lên đi. Thôi, nói chung là nó mới đấy mọi người. Thôi thì bây giờ nghiêm túc phát nha. Đấy thì đây là em Ngọc, Phạm Ngọc, người yêu của Toàn. Đấy, mới từ cái gì nhỉ? Seoul, Hàn Quốc về. Đấy, nói chung là nói thật mọi người là chắc là mọi người xem clip này xong rồi cũng bảo là mình diễn hay gì luôn. Nhưng thật sự là Ngọc mới về từ hôm qua. Đấy thì lịch nghỉ hè của Ngọc là ra Tết mà. Chứ Tết thì bên đấy là không phải là Tết nên là bên đấy vẫn phải học. Đấy lịch nghỉ hè của Ngọc là hiện tại. Đấy đây là Ngọc sẽ được về chơi. Đấy thì hôm qua Ngọc không gọi mình ra đón. Thì Ngọc bảo là sợ Tết nhất là nhà bận rộn đi. Nên là Ngọc về bảo người nhà đón rồi. Đấy thì hôm qua Ngọc cũng liên hệ mình rồi. Nhưng mà thật sự là Ngọc cũng muốn tạo bất ngờ cho Toại nên là cũng không nói trước cho Toại cái gì. Đấy thì hôm nay mình lựa Toại không nhà mắt, mình gọi Ngọc xuống luôn để cũng thực hiện luôn clip để cho mọi người xem là cảm giác của Toại khi gặp lại Ngọc như nào mọi người nhá. Đấy thì hiện tại giờ Toại đang không biết đang đâu, nói chung là chỉ cần biết là nó không ở nhà thôi. Đấy thì bây giờ mình sẽ gọi điện cho nó ngay để bảo nó về nhà nha mọi người nhá. Để nói chung là mọi người cũng biết là cái màn cầu hôn nó như nào đúng không? Đấy thì bây giờ mình sẽ cho Toại thực hiện lại luôn cái màn cầu hôn có 102 trên lịch sử. Đấy, thôi về mình gọi nó nhá. Alo. Alo ơi. Nhà bác à? Thế mày kiểm tra xung quanh xem có ai đang mặc vest không? Bố đang mặc à? Lột luôn ra cho tao nhá. Lột áo thì không cần phải lột quần đâu nhá, không bố lạnh nhá. Sợ quần mày bố không mặc vừa nên mày cứ lột mỗi kéo vest của bố ra là được rồi nhá. Đấy, ăn mặc chỉnh chu các kiểu về nhà luôn nhá. Tốc độ nhanh, không phải đùa đâu, về tốc độ nhanh nhá. Nhá. Đấy, về ngay không? Đấy, nói chung đấy đi. Đấy thì thôi rồi, bây giờ mình sẽ lại cài góc máy quay thôi. Đấy, để chờ thằng cu Toại về thì mình lại cho nó một cái bất ngờ để xem như nào nha mọi người nhá. Ok nhá. Lâu thế nhỉ? Sốt hết cả ruột. À đây, đây 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 rồi, đây rồi, ôi
À cái gì? Cái gì? Cái gì mày làm sao? Mày gọi tao về mặc đất mặc vét làm gì hả? Hả mặc vét làm gì? Này thế vừa điện thoại tao bảo mày nhào. Hả nó báo gì? Điện thoại vừa bảo mày nhào. Bảo mặc vét làm gì đó? Ờ mặc vét. Tao bảo mày mặc vét nhưng mà phải chỉnh tề tí hiểu không? Chị, cái gì vậy? Bố mặc như này thì tao lấy của bố như thế, bây giờ mày bảo tao chỉnh tề làm gì? Nhưng mà nhá, tao thật nhá. Ngày gì mà mày bắt tao chỉnh tề này? Hả? Rồi. Chỉnh tề làm cái gì? Thôi rồi. Này giờ này, chỉnh tè đúng không? Ừ. Tao thấy từ đây xuống đây thì cũng gọi là tạm ổn rồi. Ừ đúng. Thế sao mày không cố lốt cho tao quả giày vào? Hả? Mày biết bố vừa đi trên đất không? Hả? Bố đi trên đất à? Bố đi trên đất xem này tao lấy của cái bà bên cạnh, bây giờ. Nó xem lại đấy. Thế lại bỏ qua chuyện này. Ờ. Thế còn cái gì đây? Hả? Ừ. Cái này cái gì? Mày thông cảm, từ chỗ tao về nó rét, rét quá đấy. Rét quá? Nó rét quá nên là phải đội vào để cho đỡ rét. Hả? Trời ơi, sắp phong cách gì khốn nạn thế không biết gì. Nhưng sao mày nhìn thế không hợp gu hả? Ở đấy đúng là yêu anh chàng này. Mày thấy thế này đủ cứ vậy đấy. Đấy, thôi rồi, chết rồi. Này, chứ sao mày không chọn lựa được cái quả nào nó sạch sẽ hơn, nó đẹp đẽ hơn quả này à? Hả? Mày biết đây là gì không? Audi 2020 trước tao nói mày rồi đúng không? Mình phải lên trân trọng nó. Sau này xe này bây giờ vô giá biết chưa? Đây xe này nhá, ai mua trả giá không trả không bán này. Thế mày bước đi. Nên có gì nói luôn đi, nhanh vào luôn đi. Thế mày có biết hôm nay ngày gì không? À? Mày động chạm lỗi đầu tao hả? Mày thích động chạm lỗi đầu tao không phải hạ xuống, hạ hai ngón xuống. Mày hôm nay đấy được rồi, thôi nói luôn, hôm nay là ngày sinh nhật Ngọc đúng không? Thì đúng tao rồi. Cũng có món quà tặng mày nhá. Này, ngày sinh nhật của nó chứ nên sinh nhật tao mà tặng tao hả? Sao mày không tặng nó không tặng tao là gì? Ừ dạ. Thôi rồi. Chỗ ngày là bố hơi buồn thì mình thế cuối cùng mày gọi tao về chỉ để một cái nói câu này thôi à? Không phải, thôi rồi, nói chung là cùng cái pha thuốc. Cái gì? Cái gì? Baby. Cái gì? Ấy rồi, cứ đứng im, mày cứ đứng im ta. Đấy, cứ đứng im không được cởi mắt ra. Không cởi mắt à? Ờ cứ đứng im. Ok luôn. Đấy thì bây giờ là chương trình trò chơi mà lặn người đoán trứng. À quên, thế chấp. Chết. Lặn người đoán vật. À đâu, nhầm. Lặn vật đoán tên. Nhầm. Mày cho cái mồm nó mở lên á. Ờ cho mồm mở lên à. Đây. Đấy rồi, nói được chưa? Đấy được rồi, nói được rồi. Đấy thì rồi, cái gì? Em đứng. À quên, nhầm. Chơi vừa mới bảo chơi trò đoán người cái gì ấy. Giờ chương trình là lặn vật đoán tên. Lặn vật đoán tên à? Ờ thì trước mắt mày là một món quà mà tao cũng vậy, có nghĩa là tao muốn dành tặng cho mày. Đấy thì mày biết đây mà mày sao thì tao. Đây này, tay tao, hai tay tao đang đặt trên vai mày hiểu không? Ủa đấy, ừ thì bây giờ mày đang sờ một bàn tay ai đó. Ôi giời. Cái gái tao biết này. Gái là gì? Cái chọc vừa cái khổ tay cái thằng này. À từ trai gái đi, trai gái đi. Gái ôi trời. Diễm hả? Mày vợ tao ơi. Mày lôi vợ mày ra cho sờ tay cái thằng này. Vợ tao không ở tâm đi gọi là vớ va vớ vẩn như này nhá, mày hiểu không? Ừ. Đấy thì nói chung là không nói nhiều bây giờ nhá. Ê tao. Ờ đấy thì là nói chung là tao vừa nghe em nó dặn bảo là dặn bảo là đoán sai là mày chết. Đấy. Đấy thì bây giờ cậu ta biết là dù chúng mày cũng xa nhau cũng phải được một tháng rồi. Thế nên tao bảo. Nhưng mà thôi dù gì ngày sinh nhật của Ngọc bây giờ mày lại giới thiệu tao một người mới này, tao thật sự tao chưa quen. Nhưng có gì mày phải để tối tao bấm mồm cái thằng này xem mày vớ va mà mày có biết là mày đang mày hỏng hết bánh kẹo không hả? Hả? Ngoài rồi nhá. Nói. Ừ. Tao bây giờ tao là MC, tao nói gì làm đấy nhá. Ok nói. Đấy bây giờ lặn đầu nó sờ từ trên xuống dưới rồi mày đoán tên xem nó là tên gì. Đây. Nào. Này. Đây đặt trên đầu nó. Đâu. Ra. Đấy, sờ này lắn này. Lắn mãi mắt mũi lắn nhạng sinh ngẫu lên. Nhồi hả? Đầu này cũng như đầu người thôi. Ừ. Thì trên thế giới này hàng bao nhiêu nghìn tên mà mày bắt tao đoán tên anh mày và tao. À, không phải tao bảo mày. Mày bảo à, mày. Thế nó bảo tao. Ừ, nó bảo mày. Thế mày để tao nói câu với em ý. Em ơi, anh bảo này. Em là mới đang được mai mối để làm người yêu anh thôi. Đâu phải làm người yêu anh thì dễ đâu. Không phải em chưa làm người yêu, chưa là gì của anh, em thích vả anh được vả đâu. Nhá. Thằng này hơi bị vô giá đấy. Cái thằng này mày lấy gì? Thôi nó bảo chủ đề chính là mày lắn, nhạnh, lắn mạnh lên. Nhanh lên. Lắn mạnh. Đoán luôn, cái gì? Sao tao sờ má con này quen quen mày? Sờ má con quen đúng không? Ơ, ừ. À, quen ngay vô. Ừ. Đấy thì xem còn cái gì quen nữa. À, tới chết rồi. À, đây, đây. Rồi, bây giờ tao nghĩ mày lắn quả này là mày sẽ nhận ra ngay. Đấy thì, đây. Gì? Đây. Mày đừng bắt tao lắn vòng 1 nhé. Đây, đây không. Đây, đây rồi. Đây, em giữ cho anh này. Đây, cái này nữa. Cái gì? Đấy, cái đấy. Gì? Xà dâu. Mày xà dâu phát, mày nhận ra nó là anh ngay. Đấy.
quét không? Ủa sao con này cũng có hai dâu ở mái à? Đúng rồi, hai dâu. Ủa sao giống ô con quen mày? Quét không? Quen thì lật cái mặt ra mà nhìn cái gì nữa. Nói anh nghe, chúng ta yêu nhau bên nhau tìm nhau được bấy lâu rồi. Từ khi anh quen em, cuộc sống anh như đổi thay. Có em quan tâm anh bên anh. Dù mai kia ra sao, cuộc đời dẫu bao gian lao, thì hãy hứa với anh được không? Được không? Hãy yêu anh thật lâu và bên anh suốt đời này. Cả cuộc đời chỉ mình em thôi và yêu hơn. Bây giờ tao mơ không đi? Hả? Hả? Đi thật em ơi. Đau không? Xoay. Thật luôn nhở? Đấy thì thôi. Đây tôi quay quay đi bảo. Đừng quay quay. Nó nhặt cái mũ lên mày. Mũ của mẹ à? Hả? Ôi từ đứng sau. Hả? Rồi thì đừng cứ đứng ra đây. Mày mày sao cứ lấp ló như con chó ấy. Hả? Không mày. Hả? Em ơi. Em về bao giờ? Hôm qua. Ơ sao về, tại sao thằng này biết rồi thằng này chưa biết? Hả à, mày về hôm qua sao thằng này thằng nào căm chứ tự nhá. Cái đấy là tối nó chuyện sau. Còn bây giờ trước mắt là sau hơn tháng xa cách rồi. Có chuyện gì muốn nói nhanh không, nó lại chuẩn bị sắp đi nó thì cũng chỉ về được một tháng rồi đấy. Lại về một tháng. Ờ. Mai đi. Không nói mai đi anh không tin được nên đi. Bảo sao thằng này nó bảo anh mặc vest. Thế tại sao mày không nói luôn là ngọc về tao mặc bình thường nó còn thích hơn. Với tao có thể cưới vợ gì không mà mặc vest này. Nhưng mà mày biết giờ đang là Tết đúng không? Ừ. Cái ngày bình thường mày mặc như con... Như thằng mày ấy. Ui thật sự thôi được rồi. Tao đã bảo mày... Ôi trời ơi. Thôi thật sự thì anh không nhờ lắm. Anh như vậy đúng cái ngày sinh nhật em mày về. Năm mới lì xì. Ôi tui sao trong túi áo tháo bố mình có tiền. Tiền bố. Em thôi. Thì tiện là em về thì trước tiên là đúng đầu xuân mới thì anh có. Tất tay thằng này lá lốt đi gì nữa. Sao bố mình đi chơi được không cầm tiền nữa. Cầm ít nhất thì khả năng là xong thì đã thua. Thôi được. Đây là cái tấm lòng anh cũng mừng tuổi em. Anh chúc em gọi là sang năm mới ngoài anh xin đẹp này. Còn yêu tao nhiều. Không, thôi thì đây là cái lọc của anh, em không lấy không đập, em cũng cầm đấy. Còn tí em bảo em lọc là anh lọc. Đấy thì anh cứ chúc em là sang năm mới luôn xinh đẹp này, vui vẻ trong cuộc sống này. Gia đình hạnh phúc này, nếu mà anh em còn yêu nhau, vẫn còn yêu nhau thì cãi nhau ít thôi. À không, vẫn hơi bức xúc. À đúng rồi, hôm nay là cũng là ngày sinh nhật em, anh có gọi là từ chơi chút. Không bảo. Không sao, chỗ à, thằng này nói chung là anh biết là qua rượu thì nói chung là nó không cần thì chỗ rồi, nó nghĩ là em không về được chỗ, nó sẽ đi sang và sẽ để em về. Ôi trời ơi, anh sang gần luôn nha. Ây, đây, ui xôi, cái gì ấy? Này anh có muốn quả đây em. Em nhắm mắt lại đi, nhắm mắt đi. Thôi cứ nhắm mắt, nhắm mắt. Cứ nhắm mắt đi, tôi giả vờ làm ngơ đi em. Cái thằng kia sao lúng cuống đấy nhỉ. Thôi, ui giời tuột. Giời, anh nghĩ là giời đã rốt thì cứ thích chơi. Mày cứ từ từ đó. Mày thể hiện làm cái gì ấy nhỉ? Không định làm giống trong phim không được à? Đây là gọi là thôi nói chung cất túi tối về đeo sau. Cái dây không có nhiều cất luôn nhanh thôi, là lỏng rồi. Đây gọi là cái dây luôn. Thôi nói chung anh không phải phim ấy cũng không giống làm giống phim được. Thế thì bây giờ chúng mày hơn tháng xa cách rồi, bây giờ lại có gì muốn nói kể chuyện nhau nghe kể đi. Anh nói đi. Thôi năm mới rồi nên là thôi mọi chuyện cũ này gác lại. Hôm nay anh chỉ biết là cái ngày gọi sinh nhật của em thì anh cũng có món quà tặng em cả. Thật sự em về là anh rất bất ngờ và vui mừng đấy. Không ngờ là em lại có thể là giờ phút này lại có thể đứng ở đây được. Anh cứ ngỡ là phải 4 năm sau mới được gặp em mà cuối cùng mới 1 tháng đã gặp nhau. Không phải em ạ, không em thông cảm anh vì vét này là vét của bố anh nên là không phải vét của anh nên nhìn anh hơi bách đi thôi, nhưng tí anh lột xác phát thành con người bảnh trai bảnh trai xoái ca của em này. Đấy thôi thì tao vào nhà nói chuyện với mày. Thôi rồi. Luôn. Cho tao vào nhà nói chuyện nhá. Vào luôn. Okay. Không gian này cứ để tao lo. Ở đây tao vào nhà tao tặng quà và chúc Tết ăn cắn dương. Vào đây.
đuấy, ok anh em ạ. Thì nói chung là gạo nói chung là cũng sắp thành cháo rồi. Đấy thì thôi thì mình cũng mừng thay nó. Đấy còn nói chung là giây phút nào cũng cuộc vui nào cũng phải có lúc tàn. Đấy thì giờ bắt đầu tàn thì phải mấy phải tháng nữa mới tàn, hay mình bao giờ ngọc bay thì mình không biết. Đấy thì nói chung là toại vui ngày nào là tốt ngày đấy. Nói chung là thôi rồi. Chúc anh em xem video vui vẻ nhé. Bây giờ thì tạm biệt anh em. Bye bye.